Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà đất Hóc Môn Giá Tốt xin giới thiệu với quý vị một căn nhà giá rẻ tại Tân Xuân Hóc Môn. Quý vị biết rồi đấy, là Tân Xuân thì giá nhà đất sẽ cao hơn mấy cái xã lân cận như là Xuân Thế Sơn, Xuân Thế Thượng, Tân Hiệp và Xuân Thế Đông. Căn nhà của mình thì có chiều ngang là 3,2m, dài 12m đấy. Nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Đường vào những vô nhà mình đấy là xe ba gác lớn đi được nha, sạch sẽ luôn quý vị. Đây là phòng khách của mình quý vị nha. Rồi quý vị cứ từ từ, rồi Tân Hòa sẽ giới thiệu với quý vị, đi dẫn quý vị vào trong căn nhà của mình này. Nhà này mình được sơn màu trắng này, nói chung có hai lớp cửa, có sân đằng trước này, nhỏ nhỏ xinh xinh. Xung quanh đầy đủ các tiện ích như trường cấp 1, cấp 2 và đại học, trường đại học ngoại ngữ đang xây gồng cần luôn. Từ nhà mình đi ra đường Song Hành thì cũng rất gần thôi quý vị, có 400m thôi. Mà quý vị biết rồi đấy, mà đường Song Hành thì là cái khu, có thể gọi là khu Chinatown của mình, cung cấp đầy đủ tất cả các loại ăn uống, vui chơi, giải trí, tập trung vào đường Song Hành của mình. Quý vị đêm đêm có đói đói ra đường Song Hành có đồ ăn, có tiền muốn ăn đồ ngon cũng dễ. Nhưng mà nhiều xã lân cận khác nhà đẹp, nhưng mà đêm đêm có đói muốn ăn đồ ngon cũng phải chạy đi xả tít một tóc mới có đồ ăn đấy. Quý vị là cái hành lang đi ra sau bếp nhà mình đấy quý vị. Thì quý vị theo Tuấn Hòa xem này. Nhà mình đây, nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, rất chi là đẹp này, trắng xinh, trắng tinh này, trắng trinh nguyên luôn này, quá đẹp luôn này. Nhỏ nhỏ xinh xinh, phòng khách, phòng ngủ quý vị nhé. Đấy, được ốp chân tường sạch sẽ này, quá chi là xinh xinh. Nào quý vị đi tiếp ra đây tiếp. Ok, đây là nhà vệ sinh quý vị nhá. Đấy, nhà vệ sinh mình cũng sạch sẽ, gọn nhẹ, nhỏ nhẹ, đẹp đẽ luôn quý vị. Về lắp thêm thiết bị nóng lạnh vào nữa là ok rồi. Đấy, trần ok quý vị. Tiếp tiếp quý vị, đây là bếp mình quý vị nhá. Bếp của mình đây là bếp nè, đấy bếp đấy nè quý vị, đi ra ngoài cùng với Tân Hòa nha. Nào, ok đi tiếp đi, đi tiếp đi. Thì nói chung là căn nhà này của mình tọa lạc cái vị trí này, cộng với tất cả các tiện ích xung quanh như vậy mà có giá 1.900.000.000 thì là cũng giá cũng còn rất còn mềm với quý vị. Và nếu quý vị có nhu cầu hãy liên lạc với Tân Hòa theo số điện thoại 0908 21 4842. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã xem video của Tân Hòa nha. Và nếu quý vị có yêu thương Tuấn Hòa thì hãy bấm like, subscribe nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều nha.